Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho môn đánh sóc đĩa bịp. Những anh em đang thua tha, xa bò, muốn vào bò an toàn hoặc muốn lấy lại gì đã mất, hãy cùng tôi trải nghiệm video này xem có lấy lại gì đã mất không anh em nha. Ngày xưa anh em biết rồi, anh em muốn bịp người ta vào những cái sòng cái sới, anh em bắt buộc phải luồn những cái bộ vị không tang vào hay là cái đĩa hình, cái bát hình vào. Nhưng bây giờ người khôn của khó rồi, luồn những cái bộ vị không tang vào hay là bát hình, cái đĩa hình nó rất khó anh em nha. Những cái ưu điểm và nhược điểm anh em lưu ý này, nhà tôi đã thiết kế ra cái máy nhận diện laser này. Với cái máy nhận diện laser này, anh em đi cho tôi một điều cực kỳ quan trọng nha, bát đĩa quần vị hoàn toàn là xanh chín anh em nha. Anh em lưu ý này, anh em chỉ cần biết địa phương anh em chơi quân gì thôi, thăng long hay villa, quân đóm, quân bài, quân tú đều hết, nó sẽ nhận diện được màu của các loại quân anh em nha. Anh em biết là sòng sới anh em chơi quân gì thì anh em nhận diện trước ở nhà đi. Anh em mua quân là quân ở ngoài tà tạp hóa nhá, cứ giống hệt quân sới là anh em chiến thắng anh em nhá. Anh em nhìn này, cái máy nhận diện laser này dùng hoàn toàn pin tiểu, anh em biết pin tiểu rồi, chơi nhất 1 đến 2 ngày hết pin anh em nhá. Dùng là dùng trực tiếp lên cái máy này, không phải qua bất cứ bộ phận nào cả, lẻ nó sẽ tự khắc dùng cái sấp hai, nó dùng hai cái và tứ tử nó không dùng anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ vào test thử luôn cho em vài ba tiếng bạc. Đầu tiên tôi sẽ kiểm chứng cho anh em bát đĩa quân vị hoàn toàn là xanh chín anh em nhá. Anh em mang bát đĩa quân vị đến cửa hàng tôi thử hàng trực tiếp, nhà mình ở bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Giáp Bát anh em nhá, ở Sài Gòn ra bến xe miền Đông. Ví dụ ở địa phương tôi thường thường chơi quân tú anh em nhá, tôi sẽ lấy một lá bất kỳ anh em nhá. Ví dụ sới đang chơi quân tú đi anh em nhá, đây sới chơi quân tú của tú đi anh em nhá. Bây giờ tôi sẽ bật lên máy lên đã và khởi động á. Đây cái laser của nó, anh em đi chơi anh em ở nhà anh em bật trước đi. Tôi sẽ mua một lá, một cỡ bài giống hệt ở ngoài ngoài hàng tạp hóa giống hệt sới anh em nha. Tôi chuyện bất cười, đúng cái màu giống của nó nha anh em nha. Anh em đặt lên máy khoảng 5 đến 10 giây, nó sẽ nhận diện được cái màu của quân anh em nha. Cứ khoảng cách 2 mét rưỡi về nó sẽ rung anh em nha, lẻ rung và sấp hai rung hai cái tư tưởng rung. Quân bài hay quân tú, quân thăng long hay quân đóm đều hết anh em nha. Đây 5 10 giây nó đã nhận diện được hết rồi, anh em nhận diện ở nhà đi và anh em tắt cái đèn laser để đi anh em nha. Dung là dung trực tiếp với nó. Tôi quay video ạ, tôi sẽ để ra cái bát để cho anh em nghe và cảm nhận của tôi. Còn đầu tiên tôi đúc vào người, chỉ không mình tôi biết anh em nha. Bây tôi cắt lá bài của sới này anh em này. Ví dụ anh em chơi con thăng long thì anh em nhận diện trước ở nhà đi. Hay chơi villa hay chơi con đóm thì anh em nhận diện trước ở nhà đi anh em nha. Cứ đến bật cái máy lên là anh em có thể chơi anh em nha. Tứ tử không có màu nào thì nó sẽ không dung anh em nha. Lẻ ba tiên hay ba trắng nó thiếu một màu nó sẽ dùng một cái. Sấp hai sự chinh nghịch nó sẽ dùng hai cái anh em nhá. Ba đen hay ba trắng nó đều dùng một cái anh em nhá. Tứ tử không màu nào nó sẽ không bao giờ dùng anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sắp thử nó cho em vài ba tiếng bạc anh em nhá, để cảm nhận được anh em nhá. Anh em nào có nhu cầu cứ alo trực tiếp mình tư vấn cụ thể, số điện thoại trên màn hình anh em nhá. Máy báo rung một rồi, trong ba trọng điện tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ và lẻ mà này, không mà sai ba trắng anh em này. Anh em lưu nhá, quân nặng được, bát đĩa nặng được, quân vị hoàn toàn là xanh chín, bát đĩa hoàn toàn là xanh chín anh em nhá. Cứ khoảng cách 2 mét rưỡi hết về được, ai làm cái ai sóc cái được anh em nhá. Máy vẫn báo rung một, tất nhiên là lẻ rồi, mở này, ba trắng lên ba đen này, chồng quân lên chồng vị, máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Tiếp này, máy báo không rung rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là tứ tử rồi. Tôi không biết anh tứ tử đen hay tứ tử trắng, đánh 50 triệu vào xem cô tứ tử mở này, tứ tử trắng này anh em này. Qua vài tiếng bạc tôi để ra bát rung để cho anh em nghe và cảm nhận, bởi tôi đúc luôn vào người chỉ mình biết thôi, cứ khoảng cách từ 2 mét rưỡi hết về là được anh em nhá. Tiếp này, anh em nhìn này, quân nặng được, thăng long hay villa, quân bài, quân tú đều hết, quân hoàn toàn là xanh chín anh em nhá. Máy báo rung một rồi, trong bát trong đĩa lẹ là lẻ rồi, đánh 500 triệu vào lẻ này, mở này, không bạn sai ba trắng này anh em này. Tiếp này, kỷ niệm cho anh em vài ba tiếng bạc. Anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp mình tư vấn cụ thể hơn anh em nhá. Máy báo rung hai rồi, bạc đi rồi, tất nhiên trong bát trong đĩa sấp hai rồi, đánh cả 1 tỷ sấp hai mở này, không bao giờ có chuyện sai anh em nhá. Anh em lưu nhá, quân nặng được, thăng long hay villa, quân tú, quân bài hết anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em tiếng bạc nữa này. Máy báo rung một rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ và lẻ này, mở này, không bà sai
ba đèn này anh em này. Bây giờ tôi lại để ra cái bát để tôi lật quân tiếp để cho anh em cảm nhận được anh em nhá. Ví dụ số 2 nó sẽ rung hai cái để chênh lệch anh em này. Ba đen đây, ba trắng nó đều rung một cái này. Anh em thấy độ chuẩn xác của cái máy laser nhận quân vị như nào rồi? Anh em nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp xuống tại trên màn hình anh em nhá, để được tư vấn cụ thể. Anh em lưu ý nhá, quân nặng được, thăng long hay villa quân bài của được hết. Anh em chỉ cần biết chỗ chơi anh em chơi con gì thôi, anh em nhận diện trước ở nhà đi. Độ chuẩn xác của nó là 98-99% anh em nhá. Cảm ơn xem clip. Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho bồn đánh sau đêm bịp. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm, đó là máy thu âm quân vị V68. Anh em nhá, với cái thu âm quân vị V68 này, anh em đi chơi muốn bịp người ta không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em có thể bịp được người ta anh em nhá. Anh em lưu ý, bởi vì cái máy thu âm quân vị này nhà mình nó lập trình được những cái tiếng nhẹ của bộ quân anh em nhá. Bộ quân nào cũng được, thăng long hay villa, quân đóm, quân bài đều hết. Bởi vì nhà mình đã lập trình được những cái tiếng nhẹ bộ quân anh em nhá. Còn những cái tiếng người nói trong sới bạc nhá, anh em đi về nó không thể được nhận được nha anh em nhá. Anh em đi về cứ cần cái sóc lên những cái bộ vị nó sẽ nhảy anh em nhá, về lẻ nó sẽ tự khắc rung một cái, mà về chẵn nó rung hai cái. Bởi vì nhà mình đã lập trình được những cái tiếng nhảy trong bát trong đĩa anh em nhá. Anh em đi về cứ khoảng cách ngồi từ 2m hất về là nó thu âm được hết anh em nhá. Anh em đi về ai làm cái ai sóc cái đều được hết anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng của nó như thế nào và hiệu quả nó ra sao anh em nhá. Anh em lưu này, đây là bộ bát đĩa xanh chín để tôi thử luôn cho anh em nhá. Anh em nhá, bây giờ tôi kiểm tra luôn bát đĩa này, tôi xoay như này, như cuối cái video này tôi vẫn đập bát và đập đĩa cho anh em nhá, để kiểm chứng cho anh em bát đĩa và quân cán hoàn toàn là xanh chín anh em nhá. Cái máy thu âm quân vị này sạc hoàn toàn bằng điện anh em nhá, sạc 2-3 tiếng anh em có thể chơi được 7-8 tiếng đồng hồ anh em nhá, rất phù hợp cho anh chơi đồi núi anh em ạ. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng nó như nào. Bắt đầu anh em đi chơi, anh em sẽ khởi động nguồn lên để nó lập trình lại những cái tiếng nhảy của quân anh em nhá. Anh em lưu này, cái sắp xong cứ nảy quân nào nó sẽ báo anh em nhá. Tôi quay clip ạ, thì tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào cái đèn này và nháy nhó như thế nào và rung nó như nào. Còn nó tí nữa tôi đúc ông người ạ, rung chỉ mình biết thôi, người ngồi cạnh không thể biết được anh em nhá. Vì về mặt vị nào sẽ rung mặt vị đấy này. Đây, đèn nháy một cái và rung một cái, tất nhiên nó là lẻ rồi anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sắp thử nó cho anh em vài ba tiếng bạc này. Cứ cái sắp xong cái này xong này, nghe bộ quân nhảy nó sẽ thu được hết những tiếng nhá, còn tiếng người nó không bao giờ thu được anh em ạ. Nháy một cái tất nhiên là lẻ rồi, đánh 500 triệu vào lẻ này, mở này, không bỏ xài, chồng quân hay chồng vị, máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Tiếp này, anh em để ngang hay để dọc được hết, nó sẽ thu được hết tiếng quân anh em nhá. Nháy hai cái và rung hai cái tất nhiên là chẵn rồi, đánh 1 tỷ vào mặt chẵn cho tôi, mở này, không bỏ xài, tứ trắng anh em này. Tiếp này, đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nhá. Anh em nhanh tay alo số điện thoại trên màn hình để tư vấn cụ thể hơn anh em nhá. Vẫn nháy hai đèn, tất nhiên trong bát trong đĩa tất nhiên chắn rồi, đánh 1 tỷ mà chắn, bán chắn này, ai đắt tiếng này chỉ có ra đi mà thôi, mở không bỏ xài, sấp đôi đấy anh em này. Qua vài tiếng bạc tôi để ra cái bát này để cho anh em nhìn cái độ nháy của nó và cái rung nó như nào. Bây giờ tôi sẽ đúc vào người, rung chỉ mình biết thôi, người ngồi cạnh không thể biết được anh em nhá. Tôi đúc luôn vào người, tôi đánh thử luôn cho anh em này. Sấp hai sấp tiếp này, anh em để ngang hay để dọc đều được hết anh em nhá. Máy báo rung 1 rồi, rung chỉ mình biết thôi, người ngồi cạnh không thể biết được. Đánh 1 tỷ vào lẻ này, mở này, không bỏ xài, ba đen này anh em này. Tiếp này, máy báo rung 2 rồi, trong bát trong yên tất nhiên sấp 2 rồi. Đánh cả 1 tỷ vào sấp 2 rồi, chắc này anh em này, mở này, không bỏ giờ có chuyện sai anh em nha. Tiếp này, máy báo rung 1 rồi, cứ gần cái sắp xong ạ, những cái bộ quân nó nhảy xuống nó sẽ thu âm được tất cả nha anh em nhá. Đánh 1 tỷ vào lẻ này, mở này, không bao giờ sai anh em nhá. Kỷ niệm cho anh một tiếng bạc nữa này, máy báo rung 2 rồi, cứ gần cái sắp xong ạ, đặt xuống ạ, những cái bộ quân nó nhảy nó sẽ thu âm được nha anh em nhá. Đánh 1 tỷ vào chắn này, mở này, ai đắt tiếng này chỉ có ra đi mà thôi, mở. Anh em thấy độ chuẩn xác của cái máy thu âm quân vị như nào rồi anh em ạ?
Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi đúng một dụng cụ, đó là cái máy thu âm quân vị này đi, bát đĩa quân cán hoàn toàn là xe chín, là anh em bịp được người ta anh em nha. Bây giờ tôi sẽ để ra bát này để tôi hất tiếp để cho anh em cảm nhận cái đèn và cái độ rung của nó như nào anh em nha. Anh em nhìn thấy chưa, nháy một cái và rung một cái tất nhiên là lẻ rồi, cứ về mặt vị nào nó hất lên nó đã được lập trình rồi, tất nhiên nó sẽ báo chuẩn anh em nha. Anh em nào có nhu cầu mua hàng xin liên hệ số điện thoại trên màn hình. Nhà mình có hai cơ sở, bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Giáp Bát. Anh em nào gần đâu đến nhà thử hàng trực tiếp. Bây giờ tôi sẽ đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em 100% là say chín anh em nha. Tôi khẳng định luôn, đồ độc quyền chỉ nhà tôi có anh em nha. Đây tôi khẳng định luôn 100% là say chín anh em nha. Anh em mua hàng cầm quân cán và bát đĩa đến hàng thử hàng trực tiếp anh em nha. Anh em này 100% là say chín anh em nha. Anh em này 100% là say chín anh em nhá. Cảm ơn anh em xem clip.